Bài bình luận của tiến sĩ Leroy Chiu, một cựu phi hành gia NASA và giám đốc điều hành của OneOrbit LLC, đã được đăng trên CNN. Ông Chiu đã chia sẻ quan điểm cá nhân về các chương trình khám phá không gian của các quốc gia và nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo ra và duy trì những nỗ lực dân sự trong lĩnh vực này. Một trong những yếu tố đẩy mạnh các chương trình không gian dân sự của các quốc gia là phấn đấu để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này không chỉ mang lại những kiến thức mới mẻ và đột phá trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, mà còn tạo ra những ứng dụng và giải pháp công nghệ tiên tiến có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Hơn nữa, việc tạo ra những nỗ lực dân sự trong khám phá không gian cũng thể hiện sự cam kết của mỗi quốc gia đối với việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững. Việc mở rộng lực lượng lao động kỹ thuật và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ cũng là một mục tiêu quan trọng của các chương trình không gian dân sự. Như tiến sĩ Leroy Chiu đã nhấn mạnh, việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực không gian không chỉ giúp phát triển tài năng trẻ mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy khoa học ở tầm cao mới. Qua những thành tựu đáng kể trong các chương trình không gian, các quốc gia có thể nâng cao uy tín của mình cả trong nước và trên trường quốc tế. Điều này thể hiện khả năng khám phá, đổi mới và thể hiện vị thế của mỗi quốc gia trong cuộc đua vào vũ trụ. Một ví dụ điển hình là thành tựu của Ấn Độ khi họ vừa thành công hạ cánh tàu thăm dò lên cực nam mặt trăng, đánh dấu bước tiến to lớn trong chương trình không gian của họ. Với việc thể hiện cam kết đầu tư đáng kể vào nỗ lực khám phá không gian, Ấn Độ đã ghi điểm và chứng minh khả năng của họ trong việc thực hiện các sứ mệnh không gian. Thành công này không chỉ là một kỳ tích khoa học mà còn thể hiện uy tín và tầm quan trọng của Ấn Độ trong cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này. Bài bình luận của tiến sĩ Leroy Chiu, một cựu phi hành gia NASA và giám đốc điều hành của OneOrbit LLC, đã được đăng trên CNN. Ông Chiu đã chia sẻ quan điểm cá nhân về các chương trình khám phá không gian của các quốc gia và nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo ra và duy trì những nỗ lực dân sự trong lĩnh vực này. Một trong những yếu tố đẩy mạnh các chương trình không gian dân sự của các quốc gia là phấn đấu để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này không chỉ mang lại những kiến thức mới mẻ và đột phá trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, mà còn tạo ra những ứng dụng và giải pháp công nghệ tiên tiến có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Hơn nữa, việc tạo ra những nỗ lực dân sự trong khám phá không gian cũng thể hiện sự cam kết của mỗi quốc gia đối với việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững. Việc mở rộng lực lượng lao động kỹ thuật và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ cũng là một mục tiêu quan trọng của các chương trình không gian dân sự. Như tiến sĩ Leroy Chiu đã nhấn mạnh, việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực không gian không chỉ giúp phát triển tài năng trẻ mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy khoa học ở tầm cao mới. Qua những thành tựu đáng kể trong các chương trình không gian, các quốc gia có thể nâng cao uy tín của mình cả trong nước và trên trường quốc tế. Điều này thể hiện khả năng khám phá, đổi mới và thể hiện vị thế của mỗi quốc gia trong cuộc đua vào vũ trụ. Một ví dụ điển hình là thành tựu của Ấn Độ khi họ vừa thành công hạ cánh tàu thăm dò lên cực nam mặt trăng, đánh dấu bước tiến to lớn trong chương trình không gian của họ. Với việc thể hiện cam kết đầu tư đáng kể vào nỗ lực khám phá không gian, Ấn Độ đã ghi điểm và chứng minh khả năng của họ trong việc thực hiện các sứ mệnh không gian. Thành công này không chỉ là một kỳ tích khoa học mà còn thể hiện uy tín và tầm quan trọng của Ấn Độ trong cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này. Bài bình luận của tiến sĩ Leroy Chiu, một cựu phi hành gia NASA và giám đốc điều hành của OneOrbit LLC, đã được đăng trên CNN. Ông Chiu đã chia sẻ quan điểm cá nhân về các chương trình khám phá không gian của các quốc gia và nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo ra và duy trì những nỗ lực dân sự trong lĩnh vực này. Một trong những yếu tố đẩy mạnh các chương trình không gian dân sự của các quốc gia là phấn đấu để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này không chỉ mang lại những kiến thức mới mẻ và đột phá trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, mà còn tạo ra những ứng dụng và giải pháp công nghệ tiên tiến có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Hơn nữa, việc tạo ra những nỗ lực dân sự trong khám phá không gian cũng thể hiện sự cam kết của mỗi quốc gia đối với việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững. Việc mở rộng lực lượng lao động kỹ thuật và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ cũng là một mục tiêu quan trọng của các chương trình không gian dân sự. Như tiến sĩ Leroy Chiu đã nhấn mạnh, việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực không gian không chỉ giúp phát triển tài năng trẻ mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy khoa học ở tầm cao mới. Qua những thành tựu đáng kể trong các chương trình không gian, các quốc gia có thể nâng cao uy tín của mình cả trong nước và trên trường quốc tế. Điều này thể hiện khả năng khám phá, đổi mới và thể hiện vị thế của mỗi quốc gia trong cuộc đua vào vũ trụ. Một ví dụ điển hình là thành tựu của Ấn Độ khi họ vừa thành công hạ cánh tàu thăm dò lên cực nam mặt trăng, đánh dấu bước tiến to lớn trong chương trình không gian của họ. Với việc thể hiện cam kết đầu tư đáng kể vào nỗ lực khám phá không gian, Ấn Độ đã ghi điểm và chứng minh khả năng của họ trong việc thực hiện các sứ mệnh không gian. Thành công này không chỉ là một kỳ tích khoa học mà còn thể hiện uy tín và tầm quan trọng của Ấn Độ trong cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này.